Đây buổi chiều hai anh em kéo tôn lên một nhà ở trên này để bắn cái vách. Anh Trinh anh kéo. Mình thì đi sau để sau đâu chả kiểu gì đâu. Đồ đạc thì cất cất ở trong cái khu bò. Để đi nha các bác nhé. Khá là sóc đấy. Được đâu, ngã đấy. Thế anh ngồi một anh ngồi hẳn dậy đi. Đấy, rơi dí. Anh phi hẳn xe ra đi. Cua tiếp à? Nơi quá. Bắn đâu anh? Bắn được đâu? Thôi bây giờ tắt máy quay để gỡ đồ xuống quá nhé. Đây công trình đấy các bác. Anh em sẽ bắn cái vách ở đây. Mình tất tần tật cái mặt này luôn này. Thứ nhất là bắn cắt một tấm thuốc. Có một mắt lên cái. Đây là nhà chủ bắn cái vách ngăn giữa bên này chăn nuôi của bạn. Đây gần nhà ở. Đây thì đằng sau nhà đấy các bạn. Nhà khá rộng luôn.
Sắp xong rồi các bạn, còn một cái tấm ở đây nữa là xong. Nó là mấy cái khoảng nhỏ nhỏ đây. 5 giờ rồi đấy. Đây trần này các bạn, thầy khoa trần đẹp này. Nó chỉ làm tốt thôi, tốt như này thôi, làm hơi tốt. Mà thấy đẹp mà. Đẹp nhỉ, thật. Mà nhẹ lắm, mà thích lắm, dùng thích lắm. Nó không có bị mọc hỏng cái những cái trần ấy kia đâu. Trần bên bên chỗ phòng của bà còn đẹp nữa, vì là vấn đề của bà là nó có những cái đèn cái này trần này. Ngủ sân kín hết rồi. Cái này đi ngủ đâu chả được. Ngủ đâu được, kín gió hết rồi còn gì. Ngủ hè ngủ ngoài này mát. Đúng rồi. Nhà bà ăn cơm ngoài kia cũng được, mà cái này ngủ ăn thế này ngoài kia. Thích ăn đâu ăn. Khóa. Bà chọn đi, bà người ta đó là người đấy. Hả? Chọn người ta đó là người mua. Bà phải đặt đấy. Cái này nó... Chà, ừ. Đấy, cái này là bà phải để cho nó hở, nó phải nó nứt chứ. Yeah. Xong rồi mãi dần dần mãi nó co vào và kín cái này luôn. Ừ. Ừ. Đây mình phải để cái này để nó còn to á. Thì gỗ gì đấy bà? Gỗ đúng không? Không đá. Vẫn được. Tự nhiên luôn đấy. Chắc mấy chục không? Gần 100 rồi đấy. Đặt tận dưới Hải Hậu Nam Định. Cảm ơn. Thì... người kia nó mới chiên về cái lũ đấy. Hiện tại cũng thế. Bò đi ra là cũng bị báo, bò đi về cũng bị báo, có là từ châu bá. Cái này là non bộ không cây nhỉ. Mới làm không cây. Okay. Chênh đẹp đấy. Đây là một chỗ ngủ này. Vậy nên lâu cả ngày đấy nhỉ. Mấy rau là tự động. Dạ. Ngoài này tối rồi. Chuông lúc này chuông là báo bò hết. Thế bây giờ làm nốt các bạn nhé. Nốt gì muộn rồi. Thế đồ đạc để hết ra, để hết ra xe rồi. Bây giờ là về đi, rửa tay rồi về.